Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thị Chiến Channel. Mình sẽ review một số tác phẩm bên khu B này các bạn nhé. Đây là cây sung này, sung là sướng này. Đây, một em họ ghi đang ở bên kia đấy. Đây, quả của cây sung đây. Bên này cây hoa giấy, bên khu B này thì cũng có nhiều cái đẹp các bạn. Rực trời luôn, cả một trời hoa luôn các bạn nhé. Đây một cây xanh quê ở đâu, cây này là không biết, cây sếu các bạn nhé. Ôi giời, cây sếu khổng lồ luôn này, bộ tay cành của nó này. Đại sếu nghênh phong. Đây, nhà vườn Lê Doãn Liên, Hậu Lộc, Thanh Hóa, xã Hải Lộc. Số điện thoại này. Cái sếu mà bộ bệ của nó giống như là được giống như bộ bệ cây xanh các bạn ạ. Mình quay toàn bộ toàn cảnh cái sếu này các bạn xem. Cái chậu của nó là rơi vào khoảng tầm 2m7 các bạn nhé. Chiều dài 2m7 đấy. Đại cổ thụ luôn. Nó cái quả của cái sếu này ăn được nhé. Ngày bé thì mình cũng có mà hay trèo hái cái quả của nó lắm. Quả nó giống viên bi. Đây cái bệ của nó. Được bộ bệ này được tạo tác rất đẹp các bạn ạ. Đây xanh Nam Điền, trực hoành. Cây mới được tưới xong thì cái giảm bớt cái độ già của nó đi các bạn nhé. Bắc Lê Duyện Liên này cũng rất nhiều cái đẹp này. Ôi, cây xanh. Nó kèo cột các bạn nhé. Nó rất già, nói về độ già thì nó rất già đấy. Cái gì đây? Cũng Lê Duyện Liên này, Hậu Lộc này, cây xanh này, tình yêu bên khung cửa này. Ôi giời, rất đẹp. Ôi, đây một cây xanh Nam Điền các bạn này. Cây này thì quá là đẹp, quá xuất sắc. Thank you.
rất đẹp luôn các bạn. Đây là một số cây ở bên khu B các bạn nhé. Khu A thì mình đã làm bên khu A rồi, nhưng mà khu B đây có cây tùng này. Cây này có lẽ là cây tùng hạt đấy. Cũng là một tác phẩm đẹp các bạn ạ. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây nhé các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và chia sẻ clip này đến cho nhiều các bạn yêu mến cái cảnh nghệ thuật, được biết về những tác phẩm nghệ thuật đẹp này các bạn nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau, ở những phần cây cảnh tiếp theo của đợt triển lãm Thanh Hóa này.